Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoài Thu, giảng viên ngành chăm sóc da của Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Vasing. Hôm nay thì vào bài tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách triệt lông trên mẫu thật như nào nhé. Để vào bài triệt lông thì các bạn sẽ cần chuẩn bị những dụng cụ như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ chuẩn bị một bát gel. Thứ hai là chúng ta sẽ chuẩn bị dụng cụ để làm sạch. Ví dụ như chúng ta sẽ dùng toner hoặc là dao tem. Tiếp nữa là các bạn sẽ chuẩn bị một cái khăn ấm, nóng để có thể lau vệ sinh cho khách hàng nhé. Việc quan trọng trong việc trước khi chúng ta triệt lông cho khách hàng ấy thì đầu tiên là các bạn sẽ phải chuẩn bị một kính để có thể bảo hộ mắt cho khách. Tiếp theo là chúng ta sẽ đội mũ cho khách để đảm bảo việc vệ sinh nhé. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng toner để có thể cạo ngắn lông của khách hàng. Chúng ta có thể sử dụng dao cạo hay là toner để mình vệ sinh lông nhé. Nhưng mà theo như cách làm của mình ý, thì chúng ta nên dùng toner. Thứ nhất là cái việc cắt lông nó cũng trở nên là dễ dàng hơn. Cái thứ hai là trong cái quy trình triệt lông của mình ý, đối với ánh sáng thì bao giờ nó sẽ bắt vào những cái vùng lông đen và đậm màu. Và chúng ta khi mà chúng ta triệt cơ chế thì luôn luôn để lại khoảng độ 1 ly nhỏ để có thể ánh sáng này có thể bắt được vào lăng lông của khách hàng và triệt sẽ có hiệu quả hơn nhé. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng gel. Các bạn sẽ bôi một lượng gel vừa đủ vào vùng cần triệt, cũng không nhiều quá, không ít quá nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn chế độ triệt lông tùy theo cái sức chịu đựng của khách hàng cũng như là vùng da hay là vùng chúng ta triệt thì chúng ta sẽ chọn chế độ thích hợp. Các bạn đặt vuông góc với bề mặt da. Này để tránh cái ánh sáng của mình nó lọt ra ngoài nhé. Chúng ta sẽ khi mà đặt thì em đặt vuông góc với bề mặt da như này, ấn đi. Vuông góc. Cuối cùng là sau khi các bạn triệt lông xong thì chúng ta sẽ hớt cái lượng gel này đi nhé. Hớt đi và làm sạch chân cho khách hàng. Và chúng ta lại tiếp tục vào những vùng triệt tiếp theo nhé. Vừa rồi mình đã thực hiện xong bài giảng của mình thì hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những buổi học tiếp theo. Các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Vasing và nhớ ấn vào biểu tượng hình chuông ở góc phải màn hình để ủng hộ cho những video tiếp theo của mình nhé.